sau 5 lần có kết quả xét nghiệm âm tính một Việt kiều Mỹ nhiễm virus corona ở tại Sài Gòn đã được khẳng định là đã khỏi bệnh, song bệnh nhân cần được theo dõi thêm trước khi xuất viện. Theo tờ báo Venepress trong nước dẫn lời một tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu là giám đốc bệnh viện nhiệt đới Sài Gòn, cho hay kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm phết họng mũi bệnh nhân. Ông Hùng, 73 tuổi, mang quốc tịch Mỹ, tên này đã được thay đổi. Ông hồng âm tính với virus corona theo tiến sĩ Châu. Mẫu bệnh phẩm này được lấy và đây là kết quả âm tính lần thứ 5 của bệnh nhân tại bệnh viện. Ngoài ra các triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân cũng được cải thiện, toàn trạng tốt và các dấu hiệu sinh tồn ổn định. Chức năng các cơ quan bình thường, xét nghiệm máu bình thường. X quang phổi cải thiện. Tuy nhiên, bệnh nhân cũng cần được theo dõi thêm trước khi xuất viện bệnh nhân sẽ được tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm để đảm bảo đủ các mẫu âm tính với virus corona mới được xuất viện. Theo bác sĩ Châu nói như vậy, theo quy định của Bộ Y tế Việt Nam, người nhiễm virus corona được xuất viện khi hết sốt ít nhất là 3 ngày, có hai mẫu bệnh phẩm lấy cách nhau một ngày đều xét nghiệm âm tính. Báo chí trong nước cho biết rằng, ông Hùng là bệnh nhân cao tuổi nhất nhiễm virus corona tại Việt Nam được ghi nhận là ca thứ bảy và ông Hồng cũng là bệnh nhân nhiễm virus corona còn lại điều trị ở Sài Gòn hiện nay. Hai bệnh nhân khác là hai cha con người Trung Quốc điều trị tại bệnh viện trợ rẫy và đã xuất viện. Trước đó, ông Hồng bay từ Mỹ về Việt Nam trên chuyến bay 660 của hãng hàng không China Southern đã quá cảnh 2 giờ tại phi trường Vũ Hán ở Trung Quốc. Ngày 16 tháng riêng, ông Hùng đã nhập cảnh tại phi trường Tân Sơn Nhất lưu trú một khách sạn trên đường Nguyễn Thị Minh Khai ở quận Ba Sài Gòn. Và ông đã bắt đầu ho nhiều và đến ngày 31 tháng riêng thì được nhân viên khách sạn đưa đến Bệnh viện nhiệt đới Sài Gòn. Khi mới nhập viện thì tình trạng bệnh nhân rất nặng, sốt cao, ho nhiều, phải thở oxy, dùng kháng sinh và kháng virus, nằm phòng cách ly. Sau đó ông Hùng được xét nghiệm virus corona và cho kết quả dương tính. Theo nguồn tin cho biết thì 18 người tiếp xúc gần với ông Hùng gồm 8 nhân viên khách sạn, 10 khách lưu trú hiện đã qua thời gian cách ly, tất cả đều khỏe mạnh. Trong số những người tiếp xúc gần này thì có em bé 5 tuổi phát sốt vào ngày 9 tháng 2, nhưng kết quả xét nghiệm sau đó âm tính với virus corona. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Sài Gòn, tính đến nay thì đã hơn 32 trường hợp nghi ngờ nhiễm virus corona ở thành phố này đều có kết quả âm tính. Ngày 16 tháng 2, Sài Gòn không có trường hợp bị nghi ngờ cần cách ly lấy mẫu ở bệnh viện. Riêng 24 người về từ vùng dịch ở Trung Quốc đang được theo dõi giám sát tại bệnh viện giã chiến ở huyện Củ Chi. Theo tờ báo Tuổi Trẻ Trong Nước cho biết, tổng số người được cách ly tại nhà nơi lưu trú ở Sài Gòn đó là 2.928 người và hiện là đã có 2.091 người hết thời gian theo dõi và số còn lại là 837 người đang tiếp tục được theo dõi. Tất cả các trường hợp được cách ly theo dõi đều chưa phát hiện dấu hiệu mắc bệnh. Về lĩnh vực bất động sản, vấn đề nhà ở những người chuyên môn cho chúng ta về những suy nghĩ và những kinh nghiệm về thị trường này để chúng ta có sự chuẩn bị tốt hơn và có sự chọn lựa tốt hơn khi chúng ta muốn sở hữu một căn nhà trong năm 2020. Nhìn lại năm 2018 đã có một sự đồng ý rộng rãi về chuyện lãi suất thế chấp gia tăng trong năm 2029, và điều đó lúc đầu đã tỏ ra đúng nhưng cuối cùng lãi suất sụt giảm và đứng yên tại chỗ. Các chuyên viên có thể đưa ra những tiên đoán có hiểu biết căn cứ trên hàng loạt những yếu tố kinh tế, nhưng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Có vài tiên đoán làm cho chúng ta cảm thấy lạc quan và vài tiên đoán chắc chắn sẽ làm cho chúng ta chú ý nếu như chúng ta dự tính mua hoặc bán một căn nhà trong năm mới này. Thật vậy, vài chuyên viên cho rằng lãi suất sẽ còn xuống nữa. Theo Fox, có sự đồng ý rằng lãi suất sẽ tiếp tục thấp trong năm tới và có thể đâu đó trong khoảng từ 3,7% cho đến 3,9%. Những tiên đoán của ReadyMark và Hiệp hội Ngân hàng Thế chấp MBA hỗ trợ những tiên đoán đó. Khi cho rằng lãi suất năm 2020 ở trong tầm đó, Rennie May tiên đoán lãi suất sẽ còn thấp hơn nữa, suốt năm dao động trong khoảng từ 3,5% và 3,6%. Còn theo nhóm nghiên cứu kinh tế và chiến lược của Fannie Mae, những vụ khởi công xây dựng nhà mới từ mức tăng 1% trong năm 2019 vọt lên 10% trong năm 2020 và vượt quá 1 triệu căn nhà mới trong năm tiếp theo. Con số này cao hơn những tiên đoán trước đây. Nhóm trên tiên đoán giới xây dựng sẽ mở rộng việc sản xuất nhiều hơn những trông mong trước đây nhờ một thị trường lao động mạnh và giới tiêu thụ chi tiêu nhiều hơn. Lãi suất thế chấp cũng đóng góp một vai trò đáng kể. Giá nhà cao và số nhà bán ít ỏi tiếp tục đó là một rào cản trong việc sở hữu nhà đối với nhiều người nhưng thế hệ trẻ đã nổi bật trên thị trường sau nhiều năm đứng ngoài lề. Nhìn lại trong tháng 9 năm 2019, giới trẻ chiếm 46% mọi vụ khởi động vay tiền thế chấp, tăng 43% so với một năm trước đó. Nhóm người trẻ này được dự đoán sẽ lại khống chế thị trường vào năm tới đây. Realtor.com hy vọng thế hệ trẻ sẽ chiếm hơn 50% trong vụ mua bán nhà trong năm 2020. Vì giá nhà tăng vọt, những người trẻ vốn ít tiền mặt đang nhắm tới những nơi mà họ có thể kham nổi để mà đặt gốc rễ nghĩa là những thị trấn ngoại ô nhỏ hơn bên ngoài những vùng đô thị lớn chiều hướng này đã đưa tới sự phát triển những cộng đồng những khu dân cư vừa có sự an toàn và giá nhà rẻ của những người ở vùng ngoại ô vừa có các tiện nghi và chuyên trở khả năng đi bộ của các thành phố lớn Viện đất đai đô thị mới đây đã được gọi những cộng đồng này như là chiều hướng địa ốc hàng đầu cần theo dõi trong năm 2020. Điều quan trọng là giá nhà sẽ tiếp tục đi lên, nhưng ở đây các chuyên viên không đồng ý với nhau về mức tăng bao nhiêu. Công tin đoán nó rằng một mức tăng 0,8% trên toàn quốc và sụt giảm tại vài khu dân cư, kể cả Chicago, Dallas hay là Las Vegas, Miami và San Francisco. Và cao hơn nhiều so với mức tăng là 3,5% trong năm. Nghĩa là trong năm tới này tăng khoảng là 5,6%. Điều này thực sự là không có gì mới nhưng các dữ kiện cho thấy rằng các chủ nhà hiện nay ở lại căn nhà của họ lâu hơn. Lâu hơn 5 năm so với năm 2010 khi con suất trung bình là 8 năm. Điều này phần lớn là vì thế hệ hậu chiến chọn giải pháp ở lại căn nhà hiện nay của họ thay vì giảm cỡ nhà do đó tạo ra một chỗ tắc nghẽn trên thị trường. Các chuyên viên tiên đoán sự thiếu hụt nhà sẽ tồn tại cho đến năm 2020, trừ khi việc xây dựng nhà mới có thể gia tăng, vượt quá nhịp độ và đã được tiên đoán. Cảnh sát thành phố đang cứu xét việc thay đổi cách thức di chuyển tù nhân. Sau khi xảy ra một vụ cảnh sát nổ súng bắn một tù nhân toan tính vượt ngục, cảnh sát viên đã không gắn máy camera trên người nên nhà chức trách không biết hết các chi tiết về chuyện gì đã xảy ra. Trong cuộc họp báo ngắn vào ngày thứ Sáu, Sở Cảnh sát cho biết cảnh sát viên đã nổ súng bắn tù nhân là anh Nguyễn Phong, 25 tuổi. Anh đã làm việc trong giờ phụ trời vào ngày thứ Tư tại trại giam Clark County Detention Center, nơi mà cảnh sát viên Phong đã được giao công tác mang tù nhân Gregory Gensi, 52 tuổi, đến Sở Y tế Stenberg Diagnostic Medical Imaging ở tại địa chỉ số 2950S Maryland Parkway. Ngày ông Gensi được chuẩn bị nghe tòa tuyên án liên quan đến vai trò của ông trong một vụ cướp xảy ra vào ngày 16 tháng 4 năm 2018. Chỉ có một mình cảnh sát viên Nguyễn Phong với tù nhân trong lúc di chuyển đến Sở Y tế. Tại cuộc họp báo, Phó trưởng Cảnh sát George nói rằng giờ đây sở phải xét lại thủ tục di chuyển tù nhân sẽ phải cần ít nhất hai cảnh sát viên tháp tùng mỗi tù nhân. Ông Hank cũng cho biết sở cảnh sát sẽ điều tra về việc tại sao anh Nguyễn Phong đã không gắn máy thâu hình trên cơ thể theo quy định của sở. Anh Phong đã gia nhập sở cảnh sát này vào tháng 10 năm 2016. Theo nguồn tin cho biết là khoảng trước 9 giờ sáng ngày thứ tư, Nguyễn Phong đã hộ tống tù nhân Genshi. Lúc đó tù nhân này đã mang dây xích trên bụng và hai chân. Phong đã dắt tù nhân này trong bãi đầu của sở y tế trở lại chiếc xe không phù hiệu của cảnh sát. Trong cùng thời gian, có hai người đàn ông đã cung cấp dịch vụ tô điểm cho xe của nhân viên của cơ sở y tế. Hai người này đã bước ra ngoài một chiếc xe tải Chevy Silverado 2016 mà không tắt máy. Một ông đã bước vào sở y tế, người còn lại đang lấy một món gì đó phía sau xe. Nhận biết trường chìa khóa còn nằm trong ổ xe, tù nhân Genshi liền nhảy vào ghế tài xế và phóng xe bỏ chạy. Đưa đến sự việc cảnh sát viên Nguyễn Phong bắn 3 phát súng nhắm vào hướng chiếc xe. Một phát nó bay xuyên qua cửa sổ của tài xế và trúng vào bắp tay trái của Genji. Bên trong chiếc xe bị ăn cắp cũng có súng của chủ xe. Biết điều đó nên sở cảnh sát đã kêu gọi lực lượng từ trung tâm thành phố cũng như là từ vùng đông bắc đến trợ giúp. Vì Phong không mang máy thô hình, phó cảnh sát trưởng đã cho các ký giả xem hai video của các tài xế có máy thô hình trên xe và ghi nhận sự việc bên ngoài cơ sở y tế. Genji đã lái xe ra ngoài bãi đầu và phóng lên hướng bắc của đường Melan Parkway tông vài lần vào một chiếc xe đang đậu ở ngã tư đèn đỏ, cố ý tìm đường vượt qua ngã tư. Trong cuộc rượt đuổi, nhiều cảnh sát viên đã rút súng nhắm vào xe của NC. Cảnh sát viên Nguyễn Phong cũng lái xe của anh chạy theo xe của tù nhân. Cuộc rượt bắt kéo dài 13 phút xuống đến trung tâm thành phố, kết thúc tại đường Main Street và Carson Avenue. Khi xe của Genji hết xăng, cảnh sát nói. Genji được trở vào bệnh viện với vết thương trên tay, cảnh sát nói rằng rất may là xe hết xăng. Nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhất là trong xe lại có súng. Qua sáng ngày thứ năm, sẽ bị dắt đến tòa để mà nghe tuyên án và ông ta bị án trung thân liên quan vụ cướp vào tháng 4 năm ngoái. Cảnh sát nói rằng ông này có một quá khứ tội ác khá là dài, bắt đầu từ California năm 2008 cho đến Illinois năm 2016. Hiện thời thì cảnh sát viên Nguyễn Phong bị tạm nghỉ có lương trong lúc cuộc điều tra đang tiến hành. kính thưa quý vị một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh xin trân trọng